chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Cybit Demon CA200A 2022 ra mắt. Cái mẫu sport bike tuyệt đẹp nhưng mức giá chỉ có 55 triệu đồng. Sở hữu mình thiết kế đẹp mắt Demon CA200A 2022. Còn được trang bị cho mình đậm cơ mạnh mẽ là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai thích chơi các mẫu sport bike nhưng hạn chế về mặt kinh tế. Trong một cái sự kiện diễn ra trực tuyến mới đây, hãng Cybit, nhãn sức xe máy nổi tiếng ở bên Thái Lan, đã trình làng phiên bản 2022 của cái mẫu xe Sportbike Demon CA200A. Nếu so với người tiền nhiệm thì cái chiếc Demon CA200A 2022 không quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Đây là chủ yếu là phiên bản cập nhật cái màu sắc cũng như họa tiết mới, tem mới con xe. Sẽ có 3 lựa chọn màu mới gồm gam màu trắng đỏ, Corruption, cái gam màu đen xám Black on Dead High Sport và cái gam màu vàng xám Yellow Buffer Project. Trong tất cả các phiên bản màu đều được sơn một cái vành tương ứng cái màu chủ đạo của dàn áo. Demon CA200A 2022 vẫn là một phiên bản sport bike với một thiết kế góc cạnh đi cùng cái mặt nạ trước rất thú vị. Cái cụm đèn pha kép công nghệ LED đặt cạnh với phần quay mặt nạ trước. Cái dãy đèn định vị cái kiểu là mờ mi vuốt lên và khi cùng cái đèn xi nhan tách ở hai bên thường thấy trên các bản Sportbike hiện nay. Chiếc xe cũng bao gồm một kính gió khá cao và rộng giúp chắn gió khá ổn trong tư thế lái đi đường trường. Cybit Demon CA200A 2022 được trang bị cái đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ màu sắc, khả năng hiển thị các chi tiết như thông số như tốc độ, dung lượng xăng, nhiệt độ môi trường, vị trí bánh răng, chế độ lái, thời gian vân. Trong đó cái bình xăng khá lớn với thiết kế giúp người lái có thể ôm gọn khi điều khiển. Đi cùng với ghế lái là thoải mái và chiếc xe trang bị bánh kích thước với in đi cùng cái lớp là ELC cao cấp. Còn nói đôi chút về mặt sức mạnh, Demon CA200A 2022. Số chứng minh động cơ xanh đơn dung tích là 200cc làm mát bằng điện dịch. Trang bị chứng minh được phun xe tử Cybit FE. Ngoài ra có động cơ này còn sinh ra cái mô men xoắn cực đại là 17.5 Nm, tại ngưỡng vòng tua là 7.500 phút, đạt được cái tiêu chuẩn là Euro 4. Chiếc xe được truyền động bởi bộ cái dòng xích GAD 428 đi cùng hộp số còn tài sao cấp rất ấn tượng. Còn nói về sức mạnh trên cái chiếc Demon CA200A 2022, nó nhỉnh một chút nếu so với người tiền nhiệm. Cái mẫu Sportbike của nhà Cybit được trang bị cái giảm sóc trước dạng upside down được sơn vàng rất đẹp. Trong khi phía sau là cái giảm sóc Multilim với 7 cấp độ điều chỉnh của OS. Cái chiếc Demon CA200A 2022 cũng được trang bị phanh đĩa đơn cho cả bánh trước là bánh sau với cái đường kính lần lượt là 276 và 220m. Về mặt giá bán của Demon CA200A 2022 rơi vào khoảng 81.500 bạc Thái, tương đương khoảng là 55,5 triệu Việt Nam đồng khi đổi ra tiền Việt Nam. Tuy nhiên khi về Việt Nam chắc chắn mức giá sẽ cao hơn phiên bản trước đó khi được bán ở nước Việt Nam với mức giá khoảng 73 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã giải thích nhé. Để tiếp nhớ like, subscribe.